Nghe nói anh sắp đến Thượng Hải, không ngờ lại gặp nhau sớm như vậy. Trước đó tôi còn nhờ cô Đỗ hỏi thăm anh, xem ra là cô ấy vẫn chưa quên. Dương Dĩ là đồng nghiệp cũ của anh ở Bắc Kinh, chúng tôi chỉ đang điều tra theo đúng quy định thôi. Điều tra? Dương Dĩ biết rất rõ quá khứ của tôi, xem như cô tìm đúng người rồi đấy. Tôi quá hiểu anh nên tôi mới phải nhắc nhở lặp lại. Chuyện gì cũng nên cân nhắc cho kỹ. Đây hình như không phải chuyện cô Đỗ có thể xử lý được. Bây giờ Tim gần như đã chắc chắn rồi. Tôi thấy vị trí quyền giám đốc của cô Đỗ đây có thể thuận thế mà xúc tiến. Cảm ơn ý tốt của anh. Nhưng mà dạy người khác làm như nào, lẽ ra phải là việc của bộ phận nguồn nhân lực chúng tôi. Vậy thì mong được cô chỉ giáo. Dương Dĩ, tôi còn có chút việc, hôm khác nói chuyện nha. Được. Hai người khá sáo thật đó. Anh nói không sai chút nào hết. Anh ta rất đáng ghét. Nhưng mà đáng tiếc là một buổi tối vui vẻ lại bị anh ta phá hỏng rồi. Đúng đó, lại còn không phải một buổi tối bình thường nữa chứ. Anh quên hôm nay là ngày gì rồi hay sao? Hôm nay là ngày gì? Hôm nay không phải ngày của cha đấy chứ. Ngày của cha cái đầu anh. Trong em kìa, anh lại quên được hay sao? Hôm nay là ngày kỷ niệm của đôi ta. Anh dám quên hay sao? Để đợi em, anh đã nhịn đói hơn nửa tiếng. Làm ảo thuật cho em nhé. Lạp Lạp. Đừng có căng ra đó nữa. Có lấy không? Hay là muốn anh quỳ một chân xuống? Đây là anh mua chung cùng với dây chuyền. Giống dĩ muốn để đến lúc sinh nhật rồi tặng cho em. Ai biết bây giờ anh muốn lấy anh tới mức này. Cho nên anh cũng không kiềm chế được. Đẹp không? Cho nên em đừng có chẳng có việc gì cũng cãi nhau với anh nữa. Anh tự có dự tính của riêng mình. Ai muốn cãi nhau với anh đâu. Anh tưởng em là dung đũa trong bụng của anh hả? Hơn nữa anh không biết anh khó đoán thế nào đâu. Vậy thì em đừng đoán nữa. Chút xíu yêu khiêu của em để mà dùng ở DB đi. Vậy anh có việc gì giấu giếm em hay không? Không có chút cảm giác thần bí sao còn là đàn ông được? Anh đáng ghét. Này Lạp Lạp, sao ngày nào con cũng về muộn như vậy chứ? Sau này kết hôn làm sao lo cho gia đình được? Con ăn cơm chưa? Mẹ, con ăn rồi. Con mệt rồi, con đi nghỉ ngơi đi. Mẹ nói con nghe, con gái không được làm quá sức như vậy. Làm quá sức sẽ nhanh già lắm đó. Chuyện này cũng đều tại Dương Dĩ hết. Công việc đến giờ vẫn chưa đâu vào đâu. Con phải để ý chặt vào. Tuy là nó có tiền tiết kiệm, nhưng không có công việc thì làm sao kết hôn? Các con định mua nhà nữa hay không? Nếu như ở chỗ nào, vậy thì phòng có cần sửa sang lại hay không? Mẹ à, mẹ cho con nghỉ ngơi một chút đi được không? Con bé này. Dương Dĩ sao? Dì à, Lạp Lạp đã về chưa? Vừa vào phòng rồi. Nè Dương Dĩ, chuyện kết hôn của hai đứa quyết định chưa vậy? Nè dì đang hỏi con đó. Tổ chức lễ cưới phải lo rất nhiều thứ. Còn có cả khách sạn phải đặt trước nửa năm. Mẹ của con không tới được Thượng Hải. Nhiều việc như vậy, một mình nhà bên dì không lo hết được đâu. Dì à, dì yên tâm đi. Chuyện này con sẽ cố gắng sắp xếp. Đừng, em còn chưa nghĩ thấu đáo. Sao lại chưa nghĩ thấu đáo chứ? Hai đứa con làm sao vậy? Lại như gì? Thưa dì, trước đó con không có nói với Lạp Lạp biết là con đã có việc làm rồi. Có việc làm rồi sao? Vậy đãi ngộ của con có tốt không? Phúc lợi có cao không?
Là con với một người bạn cộng sự cùng mở một công ty nhỏ làm về thực phẩm lành mạnh. Trước đây chẳng phải còn làm việc cho doanh nghiệp nước ngoài sao? Mở công ty nhiều rủi ro. Sắp kết hôn rồi, phải làm gì ổn định chứ. Nhưng con thực sự không thích kiểu ngày ngày chỉ lo yên ổn thôi. Hơn nữa con cũng chưa tới tuổi dưỡng lão. Con cũng giống Lạp Lạp, là người có ước mơ. Đó là ước mơ của anh, không liên quan gì tới em đâu. Này Lạp Lạp. Dì à, lát nữa con sẽ từ từ báo cáo công việc của con với dì. Cô ấy giận rồi, con phải đi dỗ dành đây. Được rồi, con đi đi. Có chuyện gì sao? Em như người mất hồn vậy. Louis vừa nhậm chức liền trao đổi riêng với từng người, khiến cho ai cũng thấp thỏm. Trao đổi tới tận bây giờ sao? Cố ý cho em là người cuối cùng đó, xong rồi không nói gì hết, lại nói từ ngày mai bắt đầu kiểm tra. Vậy là cho họ kiểm tra thôi, em sợ gì chứ? Cây ngay không sợ chết đứng. Anh tin tưởng em quá ha. Tất nhiên rồi, không tin em thì tin ai? Bây giờ thì là lúc lên tinh thần đó. Em là đối Lạp Lạp mà không phải sao? Không thể để người khác nghĩ em chịu thua được phải không? Cũng có lý. Mùi nước hoa. Mũi của em cũng thính quá đó. Còn là mùi quý phái. Cái mũi thính này của em, anh nói em nghe, em làm thám tử được rồi đó. Phải rồi, vừa rồi anh đi gặp người đại diện phía châu Âu. Jack có thể làm chứng cho anh. Làm sao được chứ, bây giờ gì để lập nghiệp. Anh sắp trở thành mấy cô bạn nhảy vũ trường rồi. Nè, anh nhảy điệu gì đó? Nếu như kiểu má kề má thì anh biết tay em đó. Em nói kìa, má kề má cái gì chứ? Bọn anh nhảy điệu tango. Sao anh không kêu Jack quay lại một đoạn rồi đăng lên Weibo đi? Vậy không được đâu, anh có nhiều người hâm mộ lắm đó. Nếu mà đăng lên Weibo sập mất. Anh khiêm tốn một chút đi được không? Anh cứ bốc phét như vậy, kết quả ra sao? Em nói đi, chỉ cần là chồng em có quyền phát biểu. Vậy chuyện này gần như thành công 80% rồi. Đừng nhìn anh với ánh mắt đó. Nếu như em không thể làm được ở đây nữa, thì cứ tìm chồng em bất cứ lúc nào. Em đã biết tại sao phụ nữ phải kết hôn rồi. Là vì có người gánh vác giúp mình đó. Có điều em cũng không phải kiểu cắp đuôi bỏ chạy đâu. Cho nên anh cứ chờ mà xem. Xem em thu phục được anh ta ra sao. Được rồi, tạm cho em mượn bờ vai đó. Được thôi. Em gặp phải cướp sao? Em chen tàu điện ngầm đến đây, còn chưa kịp thay quần áo. Tôi nói một chút, hôm nay mọi người đã đến đông đủ, nhà thông gia cũng có mặt. Chúng ta đi vào chủ đề chính đi. Lạp Lạp, con là lần đầu kết hôn, cho nên mọi sắp xếp cho lễ cưới sẽ theo ý kiến của con. Con về chi phí đương nhiên là nhà trai sẽ lo. Mọi người không có ý kiến gì chứ? Bà xem, dù sao cũng là tổ chức ở Thượng Hải, chúng ta cũng phải đóng góp một phần chứ, phải không? Cái này không thành vấn đề đâu. Tình hình ở Thượng Hải chúng tôi quen thuộc hơn. Bà thông gia không cần phải lo lắng nhiều. Chúng tôi sẽ phụ trách toàn bộ. Thưa dì, thực ra chúng con chỉ muốn tổ chức một lễ cưới nho nhỏ thôi. Chỉ mời bạn bè và người thân. Này Lạp Lạp, đám cưới không thể làm qua loa đâu con. Phải đó. Hơn nữa các con cũng làm việc trên thương trường mà. Lễ cưới cũng là một cơ hội để mở rộng mối quan hệ hơn, làm bàn đạp cho Dương Dĩ tái xuất giang hồ. Như vậy không phải là một cơ hội tốt hay sao? Tôi nói có đúng hay không? Bà thông gia nói rất đúng. Vậy chúng ta quyết định ngày giờ đám cưới luôn đi. 2 tháng sau, bà thấy sao? Mẹ, dạo này công ty của con hơi bận đó. Công ty của Dương Dĩ cũng vừa mới hoạt động thôi. Thời gian thật sự có hơi gấp gáp. Xin lỗi nha, bây giờ con nghe điện thoại đây. Lễ cưới thế nào con nghe theo mọi người.